hai bạn cũng khá là hợp. Mình cũng không có dám quyết định về chuyện này, nên nếu bạn Huyên thích thì hai người có thể... Rồi, hiểu rồi. Hai người có thể, hiểu rồi. Bây giờ Huyên hát một đoạn tặng Tiến được không? Em hát dở lắm á. Em quan trọng là Tiến có thích không, ai biết. Bây giờ thôi, hình như có hai đứa mình ở đây là Tiến bị ra rìa. Nên hãy mình ra ngoài đi để Huyên hát cho Tiến tặng Tiến nha. Đi. Mở lời đi. Tuy rằng mới bắt đầu, tình yêu này như phép màu. Cứ cho là vì chỉ mới nói hẹn hò thôi. Nhưng vì anh quá tuyệt, nhìn đâu thì em cũng duyên. Cứ như đôi mình nở nhau từ lâu quá nhiều. Xa là sẽ nhớ ngay, xa là khóe mắt cay. Xa là khi thấy anh, em cười đôi mắt lim dim. Xa là em sẽ tìm, do là em yêu nhiều tại em đó. Cứ coi như mày chẳng nhìn lời nói gió bay. Hello em. Chào chị. Này, giới thiệu cho chị với lại các khán giả biết về em đi. Em tên là Hồ Minh Tiến. Hiện tại em đang là quản lý cho một cái chuỗi trà sữa. Và có thể là sắp tới sẽ mua chút cổ phần của công ty. Hiện tại mình đang làm quản lý, mình sắp tới mình làm kiểu đầu tư luôn. Trời quá. Trong tình yêu của em có cái kỷ niệm nào gọi là cái ngày xấu nhất không? Một khoảng xấu thì có, nhưng mà một ngày thì quá ngắn. Hết mất hết 6 tháng để em quên một người. Lúc đó là em đang học đại học, thì em gần như là bỏ hoàn toàn vào khoảng 6 tháng. Làm thế nào để xả được cái buồn đó? Ăn. Thiệt không? Em ăn rất nhiều. Rồi. Như là không ai tin em là em ăn rất nhiều, tại vì đó là người em rất là gầy. Em ăn bao nhiêu cũng không có mập lên nổi. Em muốn được lên 10kg nữa, nhưng mà thật sự là không thể nào lên được nổi 3kg. Kinh nghiệm của chị là yêu thấm thiết, rồi dẫn nhau đi ăn suốt, đừng có nghĩ gì tới cân nặng hết, là tự nhiên mập lên, rồi thậm chí sau này có thể có gia đình. Chị thấy mấy bác, mấy anh nào mà có gia đình xong là ai cũng Chắc là mấy bác thích uống bia, nhưng mà em thì không. Em nói không với tệ nạn xã hội. Ghê. Như em nói, chị cảm thấy ưu điểm đầu tiên của em là nói không với tệ nạn. Dạ. Rồi bây giờ có thể kể thêm về mình nữa, những cái ưu điểm mà em cảm thấy tự tin về mình. Em có thể chơi một số môn thể thao khá là tốt. Em rất tự tin về khả năng nấu ăn. Rồi. Em là một tiếp người khá là ấm áp và thuộc về tiếp người của gia đình. Vậy đó là cái ưu điểm của em. Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính. Nóng tính là sao? Nóng tính với bạn gái hay nóng tính với bạn bè? Tất cả mọi người. Có mọi thứ. Vậy cái lần nào em nóng nhất thì em thường hay có biểu hiện nào? Có khi nào đập phá điện thoại của em? Là có đúng không? Mẫu bạn gái lý tưởng. Mẫu bạn gái lý tưởng của em hả? Xinh xắn. Xinh như thế nào? Có một cái mẫu nào, nhân vật nổi tiếng nào mà em thích xinh xinh giống vậy để chị biết chị lựa? Xinh được như chị thì chắc là mừng lắm rồi. Trời ơi trời. Ai lên chương trình kiểu cũng khen MC một tí xíu, khen bà mối tí xíu để cho bà mối tí nữa tích cực chạy như một con trâu ngoài đường để đi tán tỉnh giùm cho mấy bạn. Ok, tiếp em. Xinh được tí xíu. Mẫu người mong muốn của em là giống chị Harry. Harry Won. Cái khuôn mặt. Dạ đúng rồi. Rồi cái kiểu cũng gầy gầy. Gầy gầy. Cao thì đừng có cao hơn em nha. Chị rất là ấn tượng về gu thời trang của em, nên chị xin chụp em ba cái góc thật là đặc biệt. Ok chị. Để bổ sung vào cái profile giới thiệu nha. Dạ, đầu tiên đây là mặt nghiêng đi, nghiêng bên kia đi. Đó. Đây là vị trí chiến lược. Ngồi đây quan sát, ngồi đây có góc nhìn thật là tốt mà không ai thấy mình, ha. Dạ. Hai bạn này sao? Hai bạn đó được không? Được. Không phải là gu của em. Rồi, rồi, rồi. Bên này gần lấy. Đó, bên đây đỏ. Đó, ừ. Đó, gu em. B-boy phải không? Ôi, dễ thương, xinh. Thấy mặt, nhìn mặt em thấy không có cảm thấy thoải mái lắm. Ừ, vậy thôi, lia qua đây, lia qua đây. Áo vàng, áo khoác vàng, áo khoác. Ý hình như là lớn tuổi lắm. Hồi nãy giờ em lia bằng nào vậy? Kìa, quá xa, quá trái gì đó. Danh nhân. Bạn này hơi tròn quá. Ừ, đúng. Không phải người ta tròn, nhưng mà có nghĩa là em gầy, đúng không? Dạ.
Dạ, ngồi ra được. Trực diện. Ý, người ta cười dễ thương quá kìa. Không được chị ơi, đang nói chuyện với người yêu đó. Ủa, vậy hả? Nghỉ. Đợi. Ê, hai bạn đó, đó. Nhìn rất là xinh nha. Dạ đúng rồi, rất là xinh. Xinh đúng không? Nè em nhìn bên kia, đâu đâu phải bạn trai bạn đâu đúng không? Đúng rồi. Như là chị bạn này là bạn nữ. Dạ. Bạn bè thôi. Được không? Cơ hội đầu tiên nữa. Chị cố lên. Ừ, em ở đây quan sát từ xa nha. Dạ. Rồi. Nhiệm vụ này Trinh bắt đầu cảm thấy quen thuộc rồi. Em ơi. Sorry hai em chị làm phiền một tí xíu nha. Dạ. Ừ, chị đang quen một cái chương trình. Chương trình gì vậy chị? Chương trình này nói về mai mối. Cho chị hỏi em mấy tuổi? Em năm nay 21 tuổi. Độ tuổi? Em nghĩ là từ 24, 23 trở xuống. À, xinh quá à. Hôm nay phải hỏi cái câu chủ chốt. Ừ. Có người yêu chưa? Chưa. Nói nghe nè, bây giờ thời đại nào rồi? Duyên tới thì nắm bắt thôi. Dạ, em cũng thấy vậy đó. Giờ duyên chưa tới biết sao luôn. Ờ, cái đó cũng không biết được. Thì bây giờ chị có một cái lời giới thiệu về người bạn này. À. Em thử nghe. Dạ. Nếu như vậy em cảm thấy có hứng thú. Ừ. Ừ, thì mình bắt đầu ha. Trời. Rồi, gật đầu dữ vậy trời ơi. Chào bạn, mình tên là Minh Tiến. Năm nay mình 22 tuổi. Thì là em hồi hộp. Mình cảm thấy rất là thích bạn. Mình thì cũng không phải là một cái người quá đặc biệt, nhưng mà mình có thể nấu cho bạn ăn một buổi sáng. Rung quá. Mình là một cái người thuộc tiếp người về gia đình, nên là mình nghĩ là mình sẽ có thể dang rộng vòng tay ấm áp để ôm bạn vào một buổi sáng thức dậy. Oh my god. Chân ráng cần mở, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cầu cơ. Nếu mà bạn cảm thấy thích mình thì hãy cho nhau cơ hội nha. Ơi, đó, người ta ghi âm như vậy, người ta muốn gửi tới em. Và đặc biệt hơn nữa, chị có 3 tấm hình về người bạn này để giới thiệu với em. Đầu tiên có vẻ khuôn hè. Đó, dạ. Nè, nhìn thử nè. Đấy sao, em muốn giới thiệu cho bạn mình không? Em không biết tùy bạn. Bạn nó khá là gầy và cũng có vẻ khá là cao bởi vì tay chân rất là dài. Dạ ok, thì em cũng thích mấy bạn kiểu cao cao gầy gầy. Sau tất cả những cái dữ liệu mà chị gửi tới em thì em có muốn là quen với bạn được không? Cho nhau một cơ hội. Tại kiểu cũng là lần đầu mà em tham gia một cái chương trình như thế này. Cũng là lần đầu mà kiểu mai mối thực tế thì em cũng hơi ngại. Để suy nghĩ kỹ đi. Chị không ép nha. Cho nhau một cơ hội đi. Dạ, ok, vậy cô đồng mình sẽ gặp một xíu thôi. Yeah. Rồi, cái chị hỏi tên em đi. Em tên là Huyên ạ. À. Huyên, bé Huyên. Rồi, ekip sẽ xuất hiện để chuẩn bị cho em mọi thứ nha. Yeah. Chị cố gắng, chị sell em dữ lắm rồi đó. Nè, đứng lên đi. Đi qua đây ngồi. Tí nữa mình chỉ có ít phút thì mình phải biết tận dụng thể hiện hết ra em là người như thế nào. Để mời em qua đây, qua phải. Ở bên kia chiến tuyến là người ta rồi. Ok. Nói chung là mình không được chuẩn bị trước. Nhưng mà đây cũng là một cái cơ hội. Nên tận dụng hết cỡ. Muốn hỏi gì thì hỏi ha. Dạ. Em mong manh yếu đuối lắm chị ơi. Rồi mời em quay người. Em cảm thấy có một bạn bên đây. Bên kia có thấy nguồn lực hút trái dấu không? Có. Đó. Hồi nãy người ta nói là người ta có bờ vai vững chãi cho em dựa vào. Bây giờ em có muốn thử dựa coi ở đây có hợp cái khung dựa không? Nhiều khi dựa mà người ta cao quá. Hoặc là không làm cho mình thoải mái thì sao? Em muốn thử không? Ok, cũng được ạ. Đó, thử dựa coi. Để em coi em thấy được không?
Đây á. Sao thấy được không? Cũng vừa cái chiều cao. Vừa chiều cao có dạ. Hơi bị gầy gì không? Em chưa có tỉ mỉ đến mức đó. Ừ. Còn bên kia. Bên Tiến. Bạn có thể xài cho mình để biết là bây giờ mình đang rất là hồi hộp. Tim đang đập. Mình cũng hồi hộp lắm nhưng thôi từ từ. Đâu có sao đâu, sợ chạm tay vào tim thôi mà. Thử ha. Thử luôn hả chị? Ừ, thử luôn. Người ta đã yêu cầu. Đây, người ta đã yêu cầu. Nhẹ thôi em. Em thấy tim đập sao? Dạ. Bác sĩ đang nghe nhịp tim nên phải để 1 phút. Thôi vậy thôi. Rồi. À, có ai mong muốn thử ôm lấy nhau coi nó vừa tầm ôm không? Ôm từ phía sau à? Người ta đồng ý gật đầu rồi kìa. Oh my god. Ok. Sao? Ok. Bàn tay rất là bự. Ok. Nhân vật chính không biết thấy sao chứ người ngồi ngoài tôi nổi hết da gà. Em cũng nổi chị ạ. Cảm ơn hai bạn. Dạ. Bây giờ hai bạn có thể mở bịt mắt ra. Đấy luôn bạn. Hai bạn sẽ có 10 phút để nói chuyện với nhau, tận dụng nha. Rồi sau đó chị sẽ quay trở lại. Chào bạn. Chào bạn. À, hồi nãy chị nói là bạn năm nay 22 tuổi rồi hả? Đúng rồi. Còn bạn thì? Mình sinh năm 98, tính ra thì cũng bằng gần nhau. 98 luôn hả? Vâng, bằng nhau. Mình sinh năm 98. À, bạn học trường nào vậy? Đang đi học hay đi làm? Hiện tại mình đã ngừng việc học và mình đang làm quản lý cho một chuỗi cửa hàng trà sữa. Ồ, ghê vậy. Mình ở mình hơi nghiêm túc trong công việc cũng như là trong cuộc sống, với lại mình muốn tự lập thôi. Nói tóm lại là như vậy. Mình hơi cứng nhắc một xíu á, nên là không phải chấp người lãng mạn. Không biết bạn có sao? Thì bạn nghĩ sao về một người đàn ông hơi crazy tí xíu? Thì mức độ crazy, không biết là mức độ crazy của bạn nó như thế nào luôn. Cũng không phải là quá crazy, nhưng mà mình rất là thích cái sự phá cách trong cuộc sống, cũng như là cái hình xăm trên tay của mình thì mình rất là đam mê du lịch. Và gần như là đi du lịch sẽ không bao giờ có kế hoạch trước, là mình thích thì mình đi thôi. Ví dụ như là cảm thấy stress quá do công việc gì đó thì mình sẽ rủ nhau đi du lịch. Bạn thường đi với ai? Bây giờ thì đang đi một mình thôi, nhưng mà nếu mà có thể thì sẽ rủ bạn đi cùng. Mình cũng khá là thích đi du lịch, nhưng mà mình thường sẽ lên kế hoạch với bạn bè trước, ít nhất là khoảng vài ngày để chuẩn bị đồ đạc. Tại vì con gái mình thường đi du lịch với bạn gái nhiều hơn, ví dụ như một nhóm khoảng 3 người là ít nhất, chứ còn mình ít khi đi du lịch với mấy bạn nam lắm, với lại không đi du lịch một mình. Thì nếu mà có cơ hội thì mình có thể đi du lịch chung để coi nó như thế nào. Bạn nghĩ sao về bộ môn party? Party ngày xưa mình từng thử rồi mà nó fail lắm bạn. Mình không biết chạy luôn. Mình đang làm một PT patin. Wow, là bạn dạy patin cho mọi người luôn. Rất là thích chơi thể thao, chơi patin. Tại vì mình thấy rất là thích, hâm mộ các bạn nam mà chơi được mấy cái môn đó lắm. Patin cũng rất là siêu. Còn mình thì các môn thể thao mình cũng chỉ chung chung thôi, chủ yếu là thích chơi đá cầu. Sở thích lúc mà rảnh rỗi của bạn là gì? Nấu ăn. Nấu ăn. Bạn thích đâu? Nấu ăn mình chỉ biết thôi chứ không phải là giỏi. Bạn giỏi nấu ăn lắm mà. Mình sẽ nấu cho bạn. Còn hiện tại bạn đang học gì ta? Mình học trường ngoại thương, học về kinh tế đối ngoại. Thì năm nay là mình tốt nghiệp. Đang đi thực tập? Không, mình đi làm luôn rồi. Là tại vì bây giờ là mình đã tốt nghiệp, tính ra là hoàn tất cái các môn học là khoảng cuối năm ngoái rồi. Xong rồi mình bắt đầu đi làm luôn, làm chính thức. Hết thực tập rồi. Bạn bây giờ mà tự quản lý một chuỗi cửa hàng trà sữa luôn hả? Yeah. Siêu quá. Bây giờ bạn nghĩ sao, ví dụ như là tối hôm nay hai đứa mình đang đi ăn, sau đó một cuộc điện thoại tới. Ví dụ như ở Vĩnh Long Đồng Tháp đó có vấn đề, mình có thể đi xuống đó có thể khá lâu, kia nửa tháng hoặc là có thể là một tháng mấy hơn, thì nghĩ sao? Thì mình phải coi là cuộc điện thoại đó là thứ nhất là của ai, bởi vì đó là làm gì, là công việc. Công việc thế là bạn có thể chấp nhận được cái công việc mà nó hơi bất định tí xíu, bởi vì có những cái vấn đề ở tỉnh thì mình sẽ bắt buộc phải xuống xử lý rất gấp.
sao, nói tóm lại là mình cũng là người của công việc nên là mình cũng thấu hiểu cái việc là công việc thì nó phải như thế này như thế kia. Ví dụ như là mình đi, bây giờ mình đang làm xuất nhập khẩu, mình làm cho một công ty start up, hầu như là mình phải handle mọi thứ của cái công ty mình luôn, nên là có thể mình cũng sẽ bất định như vậy. Thì nếu như mà bạn bất định, mình cũng sẽ chấp nhận. Khi mà mình bất định thì mình cũng sẽ mong bạn là thấu hiểu cho mình, đừng có lao mình. Mình chỉ muốn vậy thôi. Em nhìn thấy hai người kiểu xứng đôi vừa lứa không, ngoại hình đó? Dạ, em cũng thấy xứng đôi. Mà gu của bạn em thì hơi trưởng thành một xíu, thì không biết là bạn nam đó cái ngoại hình như vậy thì có trưởng thành không? Theo chị phỏng vấn thì chị thấy là quan niệm thì trưởng thành, rồi công việc cũng trưởng thành nữa. Xong rồi cũng là một người rất là lãng mạn, yêu là phải hết mình, kiểu lãng mạn mà mỗi ngày phải tặng một bông hồng. Tỏ tình bằng cách là mỗi ngày tặng một cái cành hoa hồng và ghi là I-L-O-V-E, tức là chữ I love. Là mỗi ngày một chữ, một ký tự. Bạn biết không? Bạn không hề biết luôn. Bạn không biết đó là của ai? Dạ. Rồi. Lúc mà em bỏ vô hộp bàn của bạn thì khi mà bạn nhận em cũng đứng kế bên đó, và bạn, tức là em thấy bạn rất là thích. Nhưng mà bạn không biết là nói chung là giấu mặt. Rồi cuối cùng em có nói đó là của em không? Tới chữ cuối cùng là chữ U thì là một đó hồng lớn hơn, và em trực tiếp đứng trước mặt bạn và tặng. Còn bạn em? Bạn em thì thực tế đó. À vậy hả? Dạ. Nhưng mà cũng thích, nếu mà con trai mà thương bạn làm mấy cái đó thì tất nhiên con gái ai cũng thích hết. Em thấy mấy người yêu cũ của bạn á có làm cho bạn của em buồn không? Kiểu bạn em có phải lụy tình không? Không, không lụy tình, nhưng mà chia tay thì cũng buồn chị. À, em thấy cặp này mới nhìn bề ngoài thôi, hợp nhau khoảng bao nhiêu phần trăm? Chắc 70. Ồ, vậy nhiều rồi. Dạ. Tại sao? Em thấy nhìn ngoại hình bạn trai này, bạn trai này cũng giống bạn trai trước mà bạn từng quen một chút. Thân tay. Ốm. Cũng ốm. Cái răng mặt hơi khác tí thôi. Nên có hy vọng. Thích mẫu người như thế nào? Mình muốn một người trưởng thành, đủ quan tâm và chăm sóc cho mình thôi, cũng không yêu cầu gì cao cả. Là biết chăm sóc, biết lắng nghe vậy thôi. Ok, việc nấu một bữa sáng cho mình thì rất là tiên dương. Nếu mà được thì rất là kiểu mình thì đồng ý luôn ấy. Rất là ngọt ngào, nhưng mà trái lại đó thì đôi khi công việc á nó lại làm cho mình bị sao nhãng đi. Mình nghĩ là một người có thể thấu hiểu cho mình mà mình cảm thấy là vui. Kiểu giống của mình đó là mình cũng không có hay, mình cũng lo cho công việc nhiều hơn, nhiều lúc cũng sẽ bỏ bê một số bạn xung quanh đó, nên là nhiều lúc cũng sẽ bị hiểu lầm là mày không quan tâm này kia, mà nên là thấu hiểu cho mình một xíu là mình vì công việc thôi, và mình thực sự rất là quan tâm cái bạn đó. Nếu như là bộ của mình. Mỗi dịp bạn có bao nhiêu mối tình rồi ta? Tính ra thì mình mới có một mối thôi, nhưng mà nó là từ hồi xưa rồi. Hồi lên đại học thì mình cũng chưa có quen, mình bắt đầu đi làm nhiều hơn. Lên đại học là mình đi làm nhiều hơn. Xong rồi công việc này kia. Hết giờ rồi. Nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Em nghĩ là khá đủ để hiểu nhau hơn một xíu. Ok. Thì chị ngồi ngoài chị nghe sơ là Huyên nè, xinh đẹp, hát hay, nhảy K-pop tốt. Bây giờ nha, chị mời nhà gái là bạn của em vào đây ngồi chơi với tụi mình luôn. Sang ơi. Hồi nãy á, Sang có tâm sự riêng với Miko á, cái gì về hai người bạn ở bên này. Bây giờ Sang có thể nói lại cho hai người bạn bên này nghe được không? Sao? Thấy tiếng giống ai? Giống bạn trai cũ của Huyên một chút. Hai bạn cũng khá là hợp. Mình cũng không có dám quyết định qua chuyện này, nên nếu bạn Huyên thích thì hai người có thể. Rồi hiểu rồi. Hai người có thể hiểu rồi. Bây giờ Huyên hát một đoạn tặng tiếng được không? Em hát dở lắm á. Em quan trọng là tiếng có thích không, ai biết. Bây giờ thôi, hình như có hai đứa mình ở đây là tiếng bị ra rìa. Nên hãy mình ra ngoài đi để Huyên hát cho tiếng tặng tiếng nha. Đi, mở lời đi. Tuy dòng mới bắt đầu, tình yêu này như phép màu, cứ cho là vì chỉ mới nói hẹn hò thôi.
Nhưng vì anh quá tuyệt, nhìn đâu thì em cũng duyên. Cứ như đôi mình nở nhau từ lâu quá nhiều. Xa là sẽ nhớ ngay, xa là khóe mắt cay. Xa là khi thấy anh, em cười đôi mắt lim dim. Xa là em sẽ tìm, do là em yêu nhiều tại em đó. Cứ coi như mày chẳng nhìn lời nói gió bay. Hay mà, sao lại nói dở? Dở lắm. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, và đây là giờ phút quyết định. Trên tay của Miko là một bạn thú bông rất dễ thương. Hãy suy nghĩ thật kỹ tiếng lòng của mình. Sau 5 tiếng đếm, nếu bạn nào muốn tỏ tình, có nghĩa là mình muốn nói lên tình cảm của mình dành cho người kia, thì hãy nhận con thú bông này và gửi tặng đến người kia. Còn người còn lại nếu đồng ý thì mọi chuyện tốt đẹp. Còn nếu không thì chúng ta cũng có một kỷ niệm đẹp. Mời hai bạn hãy nhắm mắt lại để nghe nhịp đập trái tim của chúng mình. 5 4 3 2 1. Cho chị hỏi cảm xúc của em bây giờ. Em thấy là bạn này cũng rất là dễ thương. Và em nghĩ là cũng hợp với em tầm khoảng 70-80% rồi. Mình điểm lại những cái tiêu chuẩn em đặt ra nè. Dạ. Xinh. Đó. Tính tình, dễ thương. Dạ. Form người quá chuẩn, đẹp. À, bạn này công việc của bạn khá là nhiều, không có nhất định về thời gian á. Em nghĩ là hai người có thể hiểu nhau về vấn đề công việc. Và bạn cũng sẵn sàng chờ và hiểu cho công việc của em khi mà phải đi xa. Dạ. Chị biết là quê hương của bạn ở Bình Phước đúng không? Dạ. Thì đó, em thấy ở địa hình như vậy, quê hương như vậy thì có cách trở gì? Đối với em xa thì nó cái gì mà kiểu là ngăn cách á, bình thường thôi. Chị hỏi mấy cái đó là trường hợp mà hai em quyết định quen với nhau. Bây giờ chị phải hỏi ý kiến của em có thích bạn Huyên không? Đó. Qua một hai câu nói thì đôi khi nó cũng phải là nhìn thấy rõ được là bạn nghĩ như thế nào. Còn nếu không? Nếu bạn ấy không thì hơi buồn một chút, nhưng mà chắc là sẽ phải tìm người tiếp theo. Wow. Em nhớ thì chương trình mình có 3 cơ hội rồi. Chị nhắc lại cho em nắm rõ chương trình ha. 3 cơ hội ở đây là 3 cơ hội để tìm hiểu 3 cô gái khác nhau. Tuy nhiên cơ hội tỏ tình là chỉ có một mà thôi. Nếu em thấy đây là người em rất thích, em mong muốn tỏ tình với bạn này thì coi như là tất cả mọi thứ chấm. Dạ. Còn nếu như em muốn ngưng lại, em muốn thôi từ từ em tìm hiểu người thứ hai thì là mở rộng hơn cơ hội cho em. Biết đâu người thứ hai là người tốt hơn, nhưng cũng biết đâu sự tham lam nó giết chết em. Thật ra thì em thấy bạn này cũng rất là hợp với em, và em nghĩ là em sẽ thử xem là bạn này có hợp với mình thật sự hay không. Bạn không chịu là ngưng luôn nghe, là chị với em cũng bye bye nhau luôn á. Ok, chấp nhận đánh đổi. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau thì anh thấy mình cũng rất là hợp nhau. Thì anh cũng muốn hai đứa mình hãy tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ý em như thế nào? Nói cho chị nghe. Em thấy là bạn nam khá là ổn. Ngoại hình, tính cách, phong cách sống và rất là kiểu ngọt ngào. Kiểu gu của em. Vậy là có chữ nhân không vậy? Đừng làm chị sợ nha. Có nhân không? Chắc là không có nhân đâu. Ok. Mai mốt có gì nhớ nha, nhớ tôi nha. Rồi, ngày hôm nay đã có một buổi chiều thật là đẹp ở trên phố đi bộ. Có một cô gái ra đây cùng với bạn thân để chụp hình. Mà chưa chụp hình được tấm nào thì đã có những cái phút giây thật lãng mạn với nhau. Và cũng có một chàng trai sau một khoảng thời gian thì bây giờ đã tìm được người rất là hợp ý với mình. Hy vọng là anh ấy biết gìn giữ ha. Rồi
Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Thấy hạnh phúc mình cũng vui, nắm tay nhau đi mua trà sữa. Mua trà sữa luôn cho cô bạn à, không, thì thật ra là Miko rất vui nha. Miko hoàn thành nhiệm vụ, thấy các bạn ấy, thấy đôi trẻ ấy hạnh phúc bên cạnh nhau. Hy vọng là sẽ có kết quả tốt đẹp. Còn Miko thì không cần gì cả. Ô, tôi tự đi mua trà sữa cho tôi được. Bye bye mọi người.